sức khỏe. Hiện tại thì Phương vừa đang có mặt ở Tân Châu, An Giang. Phương vừa đang đi dự đám cưới của một đứa em. Dạ bà con quá thân mến đây chú rể Hoài Đức, chúc mừng nha. Dạ cảm ơn anh Cường đã đến dự đám cưới chung vui của vợ chồng em. Vui không? Vui không? Dạ vui, anh Cường đến là quá vui rồi. Dạ hai vợ chồng có mời con vừa với anh comment dạ. Nhưng mà anh comment ảnh bận quay chương trình Tiếng Rau á cho nên nó tham gia được dạ. Anh có gửi anh gửi thiệp chúc mừng rồi. Dạ dạ này mà anh bỏ vô đây rồi nha. Dạ mấy đứa nhỏ nó đưa em ơi. Rồi có lấy tao chưa nha, để hồi không biết tôi còn sót á. Anh với anh comment nó bỏ vô. Nói để hồi bỏ còn sót. Còn con vừa thì con vừa đang đi quay chương trình học đế đời ở bên Châu Thành á, con vừa tranh thủ ghé qua đi chia vui với em đó. Hôm nay đãi bên đây là bên nhà trai, nhà cứ gần em đó. Dạ nhà em cách 2 cây số rồi anh. Dạ hả? Rồi hồi tối là đãi bên Đồng Tháp hả? Dạ không, mà tối thì ăn cháo ở nhà em, nào cũng đãi cháo luôn. Mà hai nhà trai đàn dạ, gái đãi chỗ rồi. Bên nào thấy đãi cũng như nhà em thì em đãi bên của em, còn Thảo thì đãi bên của con Thảo. Sáng nay gom chung rồi hai bên lại. Dạ giờ là đang dùng tiệc với lại hát đổng rồi con bác. Để lại mời Thảo chụp hình, nãy em chụp hình với Thảo rồi, chưa chụp hình với em của em. Đi đi, đi qua đi. Anh ghé xíu anh tranh thủ anh đi về bên về bên Châu Thành. Ủa sao giờ khách muốn về hả? Chụp chú rể đi, chụp chú rể đi. Chụp giùm anh đi, xe lát cho anh hình đi. Rồi cảm ơn. Ba mẹ em đâu? Ba mẹ em đâu? Em ở trong. Trong hả? Đây. Cảm ơn. Lên đây chụp hả? Quá trời. Sao có cưới vợ đẹp quá vậy? Hên nè. Bữa nay nhìn thấy gọn hơn hả? Dạ bữa nay em gọn lên, em giảm cân lên. Giảm cân để làm chú rể hả? Dạ. Qua chú rể là mập lên lại hả? Phì lên mập. Dạ anh được. Dạ. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn. Dạ. Biết không? Dạ. Bà ba. Dạ bà ba. Vô trong hay vô giữa đi. Quá trời luôn, cái cần cổ em nó dằn khè luôn à. Chụp anh cẩn thận nhiều tấm ấy, chụp giùm anh với cái em gì đó. Điện thoại lát cho hình anh với nha. Dạ. Chụp đi thi. Chụp đi. Rồi đẹp chưa? Rồi cảnh. Chào hả? Có mời nghệ sĩ gì không? Dạ em có mời chú Colomen với anh. Colomen nào? Em có mời anh. Cô dâu chú rể hát chưa? Chưa nữa, sao mất cái phần hát cô dâu chú rể luôn? Xong hát. Có hả? Quên hả? Dạ có anh đi chứ. Ủa rồi chụp chưa đi bàn phải không? Dạ chưa nữa, chưa đi bàn nữa đó. Rồi ở đây chụp luôn cho rồi. Đi vô chào bạn đi. Dạ vô chẳng em vô. Tôi vừa đi bị trễ rồi con bác cho nên là giờ khách nó chuẩn bị về rồi. Dạ anh yêu của mình nè. Dạ cảm ơn em nha. Dạ. Ủa, bữa hai vợ chồng lên gọi thiệp công ty luôn hả? Dạ. Trời ơi chi cực quá anh gửi qua cái cho anh chụp đôi cái hả anh? Dạ. Vô dạ. Với anh nhau. Dạ dạ đúng rồi, đúng rồi. Hai chục cô dâu vô đây. Chụp. Lên đó chụp cho đẹp kìa ha. Sao không lên đó? Đi 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 lên đó đẹp kìa. Lên đó. Dạ sân khấu. Phim Linh Gia Ba giống phim Linh con.
để em đứng sau xíu. Dạ rồi, cảm ơn. Xong rồi, về hả? Về mấy chị về hả? À. Dạ, sức khỏe. Xin sớm là số Phương Đức hả? Dạ, dạ. Dạ, dạ. Em về của mình nè. Vậy hả? Dạ. Bà Tám có thằng bày cái đó, chung vừa ra đâu giới thiệu con Thảo tới giờ đó. Dạ. Chị bơi coi cho chị. Tính ra Thảo này thi năm đây 5 năm rồi cô bác. Hai chồng quen rồi nó cũng 5 năm rồi đó. Mà dạ. Tắm cái gì? Dạ. Ủa cái gì? Quá lâu rồi. Không chụp cô chưa chụp gấu gấu dễ chưa? Chụp rồi. Dạ chụp rồi. Tráng rồi nè, tráng rồi. Rồi, hai con nữa. Không lâu dài một tay rồi. Dạ, cảm ơn. Cô giáo chú rể đang chào khách. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn. Tự nhiên mày đứng trên sân khấu của cô dâu chú rể chụp luôn rồi cô ơi. Vui quá, đi đang cưới vui quá trời. Dạ, rồi. Giao chú rể chụp hình. Rồi, cô dâu khóc rồi. Dạ rồi, cảm ơn. Cô dâu khóc rồi. Cô dâu khóc rồi. Cô dâu khóc với cô dâu. Làm gì cô dâu khóc như vậy? Làm cô dâu khóc như vậy? Dạ, có, vô con, vô con. Xúc động quá không rồi. Ủa, giờ là lát rồi về bên nhà cưng hả? Cứ chồng gần sạch mà khóc gì. qua lại hoài mà từ bên nhà cưng qua bên Thảo đâu có mấy bao nhiêu cây đâu, có 20 cây. Ờ đi trong ngày về đi ở mợ ba mợ tư ở Hậu Giang. Hậu Giang lên hả? Dạ, giờ mấy bà về hả? Bà tư ở Hậu Giang. À, quê ngoại của quê ngoại Thảo. Dạ, không quê ngoại á. Bữa nay có mẹ với Thảo, mẹ Thảo với lại mẹ Thảo với lại ông nội nữa. Ông nội hôm nay thấy cũng rất là vui. Điện thoại kinh đâu? Điện thoại em. Ờ. Em ơi. Cảm ơn anh. Chụp với anh đi. Chụp đi, chụp đi. À, chắc Hương vừa cũng tranh thủ đó, Hương vừa về. Ủa hồi cưng thi ở này nay là 5 năm của ông ta? Dạ. Ông thầy nay 5 năm của ông năm 4. Đó gần 4 năm mà anh. Đâu hồi anh nhớ là 20 tháng 11, 2019. 2019 hả? Chú Hai về, chú Hai. À vậy là bé Thảo là tới là mùa 6 mà con bác. Rồi xong rồi tới mùa 6 ngưng luôn rồi không có làm nữa. Đó lúc đó là bé nó súng răng rồi con
nhớ không, lời lên lên thi đây cái Trấn Thành với Trường Giang cười quá chừng luôn. Xong rồi bé thắng được 100 triệu rồi xong rồi vô gala thắng được 150 triệu nữa. Rồi từ đó bé nó về nó cũng được bà con bác thương rồi xong rồi cũng kinh doanh á, buôn bán. Dạ, nên giờ cuộc sống nó cũng nói chung là cũng rất là tốt. Dạ. Dạ thôi cảm ơn quý bà con cô bác nha, khi vừa chia sẻ một xíu. Dạ rồi hẹn lại bà con bác trong một clip theo máy bay ạ. À.